Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo, shopsikeo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may free fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Yo, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì theo yêu cầu của các bạn thì mình đã thả cái mái tóc nó xuống rồi. Và chúng ta bắt đầu đến với video. Còn mẹ thật là mời, đánh chết cha cho mày bây giờ. Bịt mẹ chúng mày, thằng danh con này. Ok, được rồi thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái sự kiện thả thính Lan Quế Phường. À nhầm, đây không phải là một video bây giờ sự kiện. Có nhân vật này xấu với cả lìn ra anh em ạ. Not Lan Quế Phường mà các bạn đã xem trên kênh YouTube Ghana Free Fire. Oh my god. Thì đối với cái sự kiện này, thả thính Lan Quế Phường này, tôi cũng không biết là chơi như thế nào nữa. Đây là lần đầu tiên mình vào sự kiện, nhưng mà mình khá là tự tin với 13.446 kim cương. Rồi nhá, ở đây nó có một cái nút hoán đổi. Và các bạn, giá thả thính là 9 kim cương một lần thả thính. Rẻ phải cả nổi. Được rồi anh em, chúng ta nhấn vào hoán đổi. Wow. Tức là các bạn sẽ phải kiểu anh em lật thẻ á. Lần 1 nhá, tôi sẽ thể hiện cho các bạn xem đây này. Một phát này, không hỏi lại luôn nhá, xác nhận. À, béo chúng ơi các bạn ơi. Ok, chúng ta sẽ thử lại. Phát nữa này. Đây là tôi, không phải giọng con bò. Ok, chúng ta đã quay trở lại với sự kiện. Cái này đi. À, và tôi phát hiện một điều rằng là ban đầu thả thính các bạn sẽ mất 9 kim cương, còn bây giờ thả thính mất 99 kim cương. Như vậy là nó sẽ tăng theo cái cấp số lượng các bạn ơi. Cái giữa đi. What the fuck. Lần này số kim cương đã lên là 149 kim cương rồi. Tôi nói với anh em rồi, thả thính là một điều tốn kém. Không phải người yêu, không bao giờ ta tặng quà. Mà đã là người yêu tao thì phải biết tiết kiệm tiền cho tao, cho nên tao cũng không tặng. Chúng ta sẽ tiếp tục mở. Ui, méo hiểu sao quay lâu thế lại không trúng. Lần cuối này trúng này, không trúng nghỉ game này. Vãi cả nồi các bạn ạ. Mấy biết sao? Có lẽ tôi là thanh niên đệ nhất vũ trụ. Còn hai lần lật thẻ mai được không ạ? Mấy hiểu sao lần này thả thính mất tận 399 kim cương rồi, tốn kém vãi nổi. Để được một cái bộ trang phục xấu Vixxler. Để biết nói gì luôn anh em. Yes. Thật sự là tôi đã tốn quá nhiều cho cái vụ thả thính Lan Quế Phường này các bạn ạ. Mở được một cái bộ trang phục. Ok. Mình là một thanh niên đen nhất vũ trụ. Rồi nha anh em, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chiến game thôi. Sau này chỉ có làm, cần cù mù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Cần cù mù siêng năng, không làm thì không có ăn. Không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu quẩy, ăn cướp. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì mình là Kẹo đây anh em ơi. Tất nhiên là channel của tôi thì phải là tôi rồi đúng không nào. Một câu chào hơi bị nhảm nhí một xíu, nhưng mà vẫn như người tình muôn thuở anh em ạ. Các bạn ăn cơm chưa? Úi dồi, phải nói là rất là nể như các bạn gọi là tán gái bằng câu anh ăn cơm chưa, hoặc là em ăn cơm chưa. Còn đối với tôi thì các bạn ăn cơm chưa? Dù anh em có ăn cơm hay không, tôi cũng không cần quan tâm lắm. Bởi vì là các bạn xem video của tôi thì anh em cho mình một lượt like và một lượt chia sẻ nha. Như anh cuốn râu gì đã nói anh em ạ. Tức là phải có làm thì mới có ăn. Ui, đấy, mà không làm lại gặp mấy đứa thủ nhà như thế này thì chỉ có xanh cỏ sớm thôi. Thì cơ bản là dạo này thì cái thời gian mình khá là bận. Mong rằng thì anh em xem video của mình thì các bạn nhấn nút like, anh em chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Hoặc là anh em có ý tưởng gì thì các bạn hãy comment ngay bên dưới video. Ok.
Nếu mà thấy ok thì Kẹo sẽ làm video theo cái ý kiến của các bạn nhá. Cơ bản là đủ nắng thì hoa sẽ nở đấy, mà đủ mưa thì tôi cũng chả biết như nào nữa. Nhưng mà các bạn mưa thì các bạn hãy nên cầm ô theo đúng không nào. Đấy, tâm sự xàm xí tuổi đôi mươi đúng không? Ok mọi người à, thì nói chung là cái đậu xanh đang tính chém gió với anh em. Mà bình thường thì mình khá là bận, một ngày làm 2 video xong tối livestream nữa anh em ạ. Nhưng mà dẫu sao thì anh em vẫn đón xem những cái video của mình nên là mình rất là vui. Mong rằng thì anh em có thể là chia sẻ video của mình nó đến rộng rãi hơn. À đủ, làm sao đây hả? Mày này. Chúng ta sẽ chém gió một xíu về cái sự kiện thả thính Lan Quế Phường nhỉ. Tình hình là như thế này. Điều đầu tiên mình thấy là, ê, các bạn đừng bao giờ tin vào quảng cáo nhá. Đấy, trong gói mì tôm không bao giờ có tôm như tôi với lại anh em đã từng nghĩ hồi lúc nhỏ đúng không? Thì cũng giống như vậy. Mình thấy là cosplay Lan Quế Phường, ngay cả Việt Nam chúng ta thấy là nó cũng khá là ok. Nhưng mà khi mà tôi vào trong game tôi hoàn toàn cảm thấy là, ôi, choáng ngợp vãi. Ơi à, nhưng mà thôi kệ đi anh em. Vì là anh em đừng bao giờ tin vào quảng cáo mà. Thì mình cũng đã đập tiền vào cái bộ trang phục đấy rồi. Cơ bản là review sự kiện theo cái ý thích của các bạn thôi. Nếu như mà anh em muốn tôi đập phá kim cương hay làm bất cứ cái gì thì các bạn hãy comment ngay bên dưới video nha. Ok, Kẹo sẽ thực hiện thử thách của các bạn nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Hôm nay thì mình vẫn đang mặc một cái bộ trang phục là đặc vụ thú cưng nam thôi. Cơ bản là cái bộ trang phục này nó rất là ok anh em ạ, cơ bản tôi thấy thích nó. Mà anh em thấy không ạ, con trai lại cắm cái đuôi hồ ly vào đít. À không, con này là con sói thì đúng hơn anh em ạ, bộ trang phục sói nhá. Rồi nhá, hôm nay anh em muốn bao nhiêu kill? Ui rồi đấy, hôm nay là tôi phải hỏi anh em thế luôn. Riêng Kẹo leo rank thì nó cứ phải gọi là ok anh em ạ. Tôi thì chơi squad có thể là không ngon lắm, nhưng mà tôi leo rank solo là đấy, một mình cân hết cả map luôn vẫn cứ là điều bình thường đúng không nào. Ê, một đứa này. Yes. À đủ. Sao? Kill thứ tư. Và cái tình hình thế này thì mình nghĩ rằng là ở phía trên có người nhá. Oh man. Ok, không sao cả, hiện tại thì mình đang có đầy máu mà. Ê, có ai không, có ai không? Đấy, khá là nhiều đồ ngon anh em. Mỗi tội là bây giờ thì đây, tôi là tôi lượm có 4 túi máu thôi. Lát nữa thì lượm thêm. Cơ bản là mình cũng không xoắn quẩy lắm. Mà nếu như mà lượm thêm được bom keo nữa thì sẽ khá là ngon đây. Chúng ta let's go nào. Ê, phía này thì nghe em thấy thêm ai nữa không? Riêng Kẹo thì Kẹo chưa thấy đâu á. Vâng, bộ trang bị của mình đang vô cùng là xịn sò. Khi mà chúng ta có mũ ba, giáp chống nổ cũng như là ba lô ba nữa. Ấy, XM8 nè. Oh man, XM8 cây súng được yêu thích nhất game Free Fire thời điểm hiện tại nhá. Cầm cây này nhá, anh em mà có skin quái thú bắn cực kỳ là đã. Đấy, như tôi là tôi đã đập lên vĩnh viễn rồi. Ngày trước thì mình cũng xài skin quái thú đầu ngày thôi. Cơ bản là bởi vì là không có tiền anh em ạ. Còn bây giờ thì đấy, thừa tiền thì cứ đập lên skin súng thôi. Mình thấy là ok nhất. Ây, vai không tin nổi. Oh man, không tin nổi anh em ạ. Thật sự là mình chẳng làm gì cả. Thế nên ở trên tôi chỉ câu quả liệu xương xương cái ăn kill. Đôi khi anh em ạ, các bạn kill mạng nó rất là dễ. Hầu như là anh em còn không mất tí sức lực nào nữa cơ. Nên là các bạn có thể lượm nhiều liệu một xíu. Lâu lâu anh em câu vài quả liệu chơi chơi, biết đâu là lại ăn được mạng chùa đúng không. Ấy vãi cả trưởng. Vãi trưởng thằng nào câu liệu đấy. Ui, chú là anh thấy sợ đấy nhá. Ây, đậu xanh đậu xanh. Bình tĩnh đi người anh em, làm gì mà căng thế. Oh man, ui vãi nhở, đây à, oh man này, làm sao đấy à? À, tuổi gì, đi gì chấm tuổi gì chấm com này, ui nó vào nhà rồi, nó vào nhà rồi không ạ? Thế thì tầm này tôi lại chờ nó ra thôi, có gì đâu. Còn một trái liệu này câu nốt vào trong nhà, câu xương xương thôi, quả liệu choáng luôn, xả nốt hàng luôn. Mà khoai vãi nhở, tầm này thì mình không còn trái bom keo nào cả, nó lại khoai thế chứ nhở? Đây thì mình cũng cố lượn xung quanh nhưng mà cũng chẳng thấy nó đâu cả. Vai, thanh niên này lại chạy đâu rồi đấy. Tôi là tôi không thích mấy anh em kiểu leo rank anh em lại cứ núp núp thế đâu nhá. Đấy, đây là game sinh tồn các ông ạ, đây là công chơi game nó cứ phải ok tí đi. Đôi khi thấy anh em kiểu chuyên thủ nhà thì nó có khác gì game thủ thành không? Đúng không? Có khác gì game thủ thành không, anh em công nhận với tôi thế không? Anh em thấy đúng, like và chia sẻ trong video nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ok chưa?
Vâng, và tập này thì còn lại một nửa số lượng người chơi trong trận đấu nữa. Ok, tất cả là 25 người chơi. Đây, mình bây giờ có 7 túi máu rồi. Các bạn là tôi máu thì tôi lại lượm thêm nữa. Mà tôi không máu thì tôi lại lượm ít túi máu. mình lượm đồ nhiều khi là theo cảm hứng anh em ạ. Kiểu như là, hôm nay là mình muốn chơi cái này. Hôm nay mình muốn chơi cái cây súng này. Ví dụ như thế, kiểu như vậy. Hoặc là, hôm nay mình muốn mang con nhân vật này. Tôi chơi game theo cảm hứng anh em ạ. Chứ không phải là cái gì ngon là mình cứ lấy mình xài đâu. Rồi nhá. Phía trên có xe. Ui, một con xe motor chắc vãi cả nồi. Chắc là nó không tông mình đâu. Các bạn nó chạy xuống kia. Có lẽ là đang tông một thằng nào đấy. Mẹ này, sấy luôn. Này, ơi nó rộng keo rồi. Lái xe hả? Xuống nhanh. Vãi trưởng. Ui, chúng nó cán nhau kìa. Mày này. Ui, ngu người. Sĩ kẹo mạng 6 nhá. Ơi, mạng thứ 7 luôn. Đấy, một mũi tên trúng hai đích luôn. Châu bò đánh nhau thì ruồi mũi sướng. Man. Xong anh em ạ. Thế là sao? Tôi 7 kill này đơn giản không? Anh em thấy không ạ? Hôm nay nhá, tuyên bố thẳng luôn nhá. Chắc chắn ngày hôm nay chơi game chắc chắn trên 10 kill. Các bạn đang còn lại tận 20 người chơi nữa các bạn. Chắc chắn hôm nay tôi chơi trên 10 kill luôn. Đấy, mà không được 10 kill thì tôi xóa game, nghỉ game. Giỡn xíu anh em ạ. Dẫu mà không được 10 kill chỉ là game thôi mà chơi thua mình chơi lại. Chứ tôi xóa game, tôi nghỉ game thì làm gì có video cho anh em xem đúng không? Rồi nha, ok, đây, chúng ta let's go. Và tìm kiếm thanh niên thứ 8 nào. Đây rồi, đây. Cứ chạy thẳng xuống dưới thôi, mày chết chắc rồi con ạ. Kia rồi nhá. Mày này, man. Thanh niên tuổi gì? Ngon lành mọi người ơi. Chúng ta lên đường nào. Vâng, đang còn rất là ít người chơi nữa trong ván đấu này thôi. Nên là cứ từ từ anh em, từ từ đi săn mạng lo gì. Đúng không nào? Đây, không biết là đây anh em đã sở hữu cái skin xe này hết chưa nhỉ? Một cái skin khá là ngầu trong game Free Fire, mình nghĩ là các bạn nên mua ấy. Hiện tại nó vẫn cho mở hòm để anh em lấy cái skin xe này mà. Rồi nha, và chúng ta đang thấy là bo đang thu lại rất là nhỏ rồi. Chỉ còn lại 4 người chơi lúc này thôi. Thế thì, ui, vai cả trưởng. Đang tính chạy xe thân mạng. Má, thằng nào, mất dạy thế. Thế méo nào dám bắn cả xe của mình. Mày này, tới số rồi con ơi. Vỡ đầu. Thanh niên nghĩ sao? Ui, nữa này, vai đông thế nhở. Gì vậy, lại thêm một thằng nữa luôn. Ui, khu dưới phải nói là khá là đông luôn. Lúc này cơ hội chiến thắng của mình là 25% chia đều cho 4 người chơi còn lại trong ván đấu. Tập này thì mình không còn chém bông keo nào cả. Mình nghĩ là nếu mà lượng sát có thêm bông keo thì đây là một tín hiệu đáng mừng. Ok nhá. Hóng thôi nghe mày, cơ bản quần máu cho nó full đã, đỡ sợ. Ê, toàn thấy phụ kiện súng thế này. Vai cả trưởng. Chưa kịp lượm bông keo luôn. Đậu xanh này. Mà căng vậy ai chơi mà ăn. Bo thu lại nữa này. Ui. Phần này căng thế. Đủ. Công chơi game giải trí hay là công chơi game để đấu trí vậy. Vai cả trưởng nhờ. Đến đây em ơi. Ui. À quên, nó phải chạy xuống chứ anh em. Mình mới là đứa chạy lên. Nhầm. Lâu nhầm nhọt sang trùng trọt câu ạ. Ok, chúng ta có một trái bông keo này. Tuần này bo thu rồi nên là mình sẽ không quay lại cái xác kia nữa. Ngồi quần máu là một cái điều nó ok hơn. Ấy, thế là còn lại mỗi mình tôi với lại thanh niên cuối cùng nhá. 50, 10 kill rồi nha đấy. Tôi bảo với anh em rồi mà, từ 10 kill trở lên mà. Tôi là thần cơ dự đoán rồi anh em ạ. Nó phải đoán chính xác đến 99.999% cơ mà đấy. Công thấy kinh khủng không? Rồi nha, ok, thằng cuối đâu. Hiện tại thì mình đang đầy máu rồi. Mình không xoắn thằng nào cả. Đầy máu, có một chém bông keo. Một chém bông keo thì hơi ít nhưng mà không sao. Tôi nghĩ là vẫn ổn, vẫn có thể chiến ok. Đâu, thằng cuối đâu? Nhanh solo này. Man, tầm 20 giây nữa thì vòng bo tiếp theo sẽ thu lại. May này. Anh tưởng chú ở đâu cơ. Anh lại tưởng chú ở đâu cơ. Thì ra đấy à. Man, ra đây em ơi. Tuổi gì? Cái đậu xanh chứ. Này, núp sau bông keo à. Ui, vẫn đang còn bông keo cả. Tầm này mình không có lựu thôi. Mình mà có lựu là mình câu lựu chết nó rồi anh em ạ. Láo quá nhở. Thằng này, mày ra đây. Vai cả trưởng ạ, à, lại trốn gốc cây à. Rồi để xem ai win. Úi dồi ôi, sợ quá. XM8 này chú chơi kiểu gì? Chú chơi anh kiểu gì?
Úi dồi, đây đây, mình phải xả nốt cọn bóng keo cuối cùng rồi, càng phết đấy. Phở bò đi em ơi. Phở bò đi em, ngại à, ngại à. Úi dồi, cốc liệu này. Vai trưởng nhở, từ phía sau. Ui, đậu xanh này. Mày này, tuổi gì này. Ui, nó vẫn né được kia. Vãi thế nhở, vãi thế nhở. Yes, win game. Wow, booyah. Mình một kill tất một anh em ơi. Nhớ like và chia sẻ video giúp kẹo nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hành động sắc mùi mới nè. Bye bye mọi người.